Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi đàm phán cấp cao với Trung Cộng, tin từ Singapore. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các nhà lãnh đạo và Ngoại trưởng Nhật Bản cùng Trung Cộng nên gặp mặt càng sớm càng tốt. Mối quan hệ giữa Trung Cộng và Nhật Bản đang căng thẳng do tranh chấp quần đảo không có người ở tại Biển Đông. Ông Abe vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm Chủ nhật tuần trước, cam kết sẽ có lập trường cứng rắn trong cuộc tranh chấp lãnh hải, nhưng cũng nói rằng Nhật Bản sẽ sẵn sàng đàm phán. Nhận xét của ông được đưa ra khi chiến đấu cơ Nhật Bản được điều động vào hôm thứ Tư sau khi một phi cơ quân sự của Trung Cộng lần đầu tiên bay vào không phận quốc tế gần đảo phía của Nhật Bản, một hành động mà Tokyo xem là bành trướng hàng hải của Bắc Kinh. Các quan chức quốc phòng Trung Cộng tuyên bố đó là một chuyến bay huấn luyện. Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Cộng leo thang từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Nhật Bản mua ba hòn đảo đang tranh chấp từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật Bản. Các tàu tuần tra và máy bay của cả hai thường xuyên xuất hiện tại khu vực gần quần đảo. Điều này đã làm nảy sinh những lo ngại rằng bất kỳ một va chạm nhỏ nào cũng có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn hơn.